Em giới thiệu các bác con rửa bát Panasonic TM5. Con bé vừa dọn xong rất là đẹp các bác nhé. Mẫu mã, hình thức, giá thành vừa phải. Máy rửa bát bây giờ nó khá là rẻ, cho nên các bác nào kinh tế mà mình không quá phải lo lắng thì mình có thể sắm một chiếc của gia đình ạ. Nó cũng như là những cái chiếc máy giặt thôi. Rất là thông dụng, rửa sạch bát đũa bằng nước nóng, không cần hóa chất tẩy rửa. Đấy. Không cần các bác nhé, các bác rửa hoàn toàn bằng nước nóng cho em vẫn rất sạch bình thường, vì máy nó có chức năng rửa với nước nóng 80 độ C. Đấy. Một con TM5 rửa với nước nóng 80 độ C. Thời gian sấy hẹn giờ, có chế độ sấy riêng, rửa xong sấy. Chiều cao của máy là cao 60. Hình thức thì em đã làm sạch đẹp hết rồi, mặt ngoài các thứ làm sạch đẹp trắng trẻo các bác hết rồi. Năm sản xuất 2012. Đấy, series máy là 0706 TM5. Nếu mua máy rửa bát bên em thì các bác yên tâm rằng là bên em chuyên về máy rửa bát, cho nên là rất nhiều linh kiện, không thiếu một cái gì về kinh nghiệm, về đồ. Đấy, các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Nhà cực nhiều, nhà lúc nào cũng vài chục chiếc. Đấy, không lo về máy rửa bát, bên em bán rất là nhiều, không phải lo về vấn đề là bảo dưỡng, sửa chữa. Đấy, tất cả đều có kinh nghiệm hướng dẫn các bác hết. Đấy, một con máy hai cánh mở dồn xuống dưới. Đấy. Chiều cao của máy là 60 phân, chiều ngang là 55, độ dày của máy là 35. Tất cả các máy rửa bát Nhật này, tất cả các đời các bạn nhìn ở trên clip này thì đều là tính năng giống nhau hết, nó chỉ khác nhau một chút về mẫu mã bên ngoài thôi. Như con này thì mở một cánh trên một cánh dưới. Đấy. Một cánh cao, một trên một dưới nhé, thì con này mở là cao 65. Nhưng cái dòng này khá là nhiều các bạn ưa chuộng vì là cái cánh của nó dồn hai cánh xuống dưới. Thì cái độ cao của nó rất là vừa với các cái không gian bếp của mình. Tất cả máy đã vệ sinh sạch sẽ, test ok ngon lành hết rồi. Dùng cho gia đình khoảng 6 đến 8 người ăn. Siêu tiết kiệm điện, siêu bền bỉ, lành bền, 10-20 năm không hỏng. Các bác không phải lo nhé. Con này em bán là 2,8 triệu, bảo hành 12 tháng. Bác nào thích bảo hành 3 năm thì thêm cho em 500 nghìn em bảo hành tất cả các thứ trong vòng 3 năm. 3 năm cho các bác luôn, hỏng cái gì bảo hành cái đấy. Số điện thoại là Zalo của em đây nhé. Các bác alo cho em theo hai số này. Giá thì chưa bao gồm phí vận chuyển và biến áp ạ. Biến áp thì là 150 là 500 nghìn, phí vận chuyển là 150 nghìn đi toàn quốc các bác nhé. Chào các bác.